Nếu bạn đang gặp vấn đề về việc giao tiếp với người lạ thì đây là phiên thôi miên dành cho bạn. Hãy nhớ đây chỉ là một phiên trải nghiệm không thay thế bất kỳ một phiên trị liệu trực tiếp nào. Nếu bạn cần thật sự hỗ trợ về vấn đề giao tiếp, hãy tìm đến chuyên gia và người có thể hỗ trợ vấn đề cho bạn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng vào phiên thôi miên giúp bạn trở nên tự tin hơn và có thể kết nối tốt hơn với những người xung quanh của mình. Trong phiên thôi miên này, tôi sẽ giúp bạn tăng khả năng giao tiếp của mình, cho bạn hiểu được những vấn đề cốt lõi trong việc giao tiếp tốt thì cần phải có những từ khóa như thế nào, giúp bạn không còn tự ti hay cảm giác run sợ khi giao tiếp với người lạ, cũng như thực hiện một cuộc giao tiếp trở nên hiệu quả và tốt nhất có thể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào phiên thôi miên này. Hãy để hai tay của mình lên đùi của mình hoặc bất kỳ vị trí nào bạn thấy thoải mái. Bạn có thể nằm hoặc ngồi, nhưng lưu ý với những người mới khi nghe các bản thôi miên, chúng ta sẽ ưu tiên tư thế ngồi và sau đó đặt hai tay lên đùi của mình. Chọn cho mình một chiếc ghế đủ êm ái và dễ chịu. Hãy từ từ nhắm mắt của mình lại. Hít một hơi thật sâu, thở ra và thư giãn. Hít hơi thứ hai sâu nhất có thể và thở ra và thư giãn. Ở hơi thở sâu thứ ba, hãy giữ trong khoảng 3 giây và thở ra và thư giãn. Ngay bây giờ, bạn cho phép giọng nói của tôi đưa bạn vào trong trạng thái thư giãn và thoải mái gấp nhiều lần thời điểm hiện tại. Có thể xung quanh không gian của bạn có một vài tiếng động gây phiền nhiễu tới bạn. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Bạn có thể bỏ qua tất cả những tiếng phiền nhiễu này theo bất kỳ cách gì mà bạn muốn. Để rồi bạn tập trung vào giọng nói của tôi, vì giọng nói của tôi làm cho bạn thư giãn và thoải mái. Vậy nên ngay bây giờ, bạn cho phép bản thân mình thư giãn từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân của bạn. Hãy bắt đầu với hai mí mắt của bạn, da đầu ở vùng trán của bạn, ở vùng cánh tay của bạn, ở vùng chân của bạn, đi tới eo lườn và lại quay trở lại từng đầu ngón chân của bạn. Hãy thư giãn hoàn toàn tất cả những bộ phận tôi vừa kể trên. Hít một hơi thật sâu, thở ra và thư giãn. Hãy cho phép từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân của bạn được thư giãn sâu hơn trong 3, 2, 1. Hoàn toàn thư giãn. Cảm giác dễ chịu lan tỏa vào từng cơ bắp của bạn. Chúng khiến bạn được nghỉ ngơi và thư giãn. Không ai muốn lấy gì từ bạn. Không ai muốn làm hại bạn. Chính vì vậy, bạn an toàn. Bạn cho phép cơ thể của mình được thư giãn sâu hơn và sâu hơn nữa. Tốt lắm. Ngay bây giờ, hãy tưởng tượng. Và nếu không thể tưởng tượng, bạn hãy giả vờ như mình đang tưởng tượng. Bạn sẽ bắt một chuyến xe buýt đi đến một nơi thật thư giãn. Nơi của sự thư giãn sâu sắc. Nơi bạn cho phép bản thân mình ở trong trạng thái tiếp thu mạnh mẽ nhất để thực hiện những lời gợi ý có ích mà tôi đã chuẩn bị trao cho bạn. Trong trí tưởng tượng của bạn, hãy lên xe buýt và tìm một chỗ ngồi thật thoải mái.
Bạn có hai ghế trống để thật sự cảm thấy thoải mái. Khi bạn ngồi xuống và bắt đầu thư giãn, hãy tưởng tượng rằng bạn đang nghe nhạc và có cả những âm thanh ở xung quanh. Khi bạn nghe nhạc cùng với giọng nói của tôi, bạn có thể cảm nhận được chuyển động của xe buýt khi xe đang đưa bạn đến một nơi khác, nơi bạn có thể thư giãn và quên đi mọi chu trình thường ngày của cuộc sống. Hãy để bản thân tận hưởng cảm giác tự do, thoải mái và bình yên, buông bỏ và không cần nghĩ về bất kỳ điều gì. Đây là lúc để sự thư giãn và sự tự do được chảy bên trong bạn. Chuyến xe chuyển động dễ dàng hướng tới nơi chốn của sự thư giãn. Hãy lắng nghe tiếng nhạc dễ chịu và không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Bạn chỉ cần đón đợi khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời này. Tiếp tục đi chậm rãi với một tốc độ ổn định. Mọi thứ thật yên bình và tĩnh lặng. Bạn không để ý đến biển hiệu trên đường. Tuy nhiên, bạn vẫn khá chắc rằng mình đang đi đúng hướng, vì bạn có thể tin tưởng tài xế xe buýt sẽ đưa bạn đến nơi. Bạn không nhớ xe sẽ rẽ trái hay rẽ phải. Điều duy nhất bạn biết chắc chắn là bạn sẽ ở đó, dù bạn không biết ở đó là ở đâu. Bạn sẽ bắt đầu ước rằng mình đã tới nơi, và bạn cảm thấy thoải mái hơn khi biết rằng mình sẽ tới đó sớm thôi. Biết rằng xe sẽ vẫn còn phải rẽ ở một vài chỗ nữa, và bạn cứ để chiếc xe đưa mình đi. Bây giờ bạn nên đi ngủ hay đợi một chút nữa trước khi đi vào trong trạng thái thôi miên sâu, để cơ thể bạn cảm thấy như đang ngủ, tâm trí của bạn cảm thấy như đang mơ. Bạn thư giãn hơn, lắng nghe tiếng nhạc. Sự thư giãn ngày càng tăng, cảm giác thư giãn dần trở nên lạ hơn. Và bây giờ, bạn cảm thấy chiếc xe đang đi chậm lại. Bạn nhận ra mình đã gần tới nơi. Chiếc xe từ từ dừng lại. Bạn xuống xe, nhận phòng khách sạn, đi lên phòng và nằm xuống giường, và thư giãn hơn nữa. Giờ bạn cảm thấy càng thư giãn hơn, và đôi mắt của bạn thư giãn. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để mơ, và đây là một nơi tuyệt vời để thư giãn. Cảm giác nằm trên giường và buông bỏ mọi thứ thật tuyệt vời. Và bây giờ, bạn cho phép bản thân chìm sâu hơn và sâu hơn khi tôi đếm ngược từ 10 về 1. Với mỗi lần đếm, bạn cho phép bản thân thư giãn hơn và hơn nữa. 10. Cảm thấy thư giãn. 9. Càng ngày càng cảm thấy thư giãn. 8. Đi xuống, xuống sâu, xuống sâu hơn nữa. 7. Sâu hơn và sâu hơn nữa. 6. Cảm thấy thoải mái và thư giãn. 5. Đi vào trong trạng thái sâu hơn, một trạng thái bình yên. 4. Nhận thức có ý thức của bạn đang dần thu hẹp lại. 3. Bạn cảm thấy thư giãn hơn. 2. Vẫn sâu hơn và sâu hơn nữa. 1. Đi xuống, xuống sâu hơn và thư giãn. Hãy để cho bản thân mình chìm vào trạng thái thư giãn, không cần để ý đến bất kỳ điều gì. Thật tuyệt vời khi biết rằng
bạn có thể buông bỏ hoàn toàn và để tiềm thức làm mọi việc cho bạn. Ngay bây giờ, tôi muốn cho bạn một vài từ khóa hết sức quan trọng. Chúng sẽ giúp bạn có cái nhìn và thay đổi sâu sắc về khả năng giao tiếp của mình. Hãy nhớ rằng, người giao tiếp tốt không phải là người nói thật nhiều. Người giao tiếp tốt phải là người có khả năng nói điều mà đối phương muốn nghe. Và để làm được điều này, bạn phải là người biết cách lắng nghe trước khi là một người biết cách giao tiếp. Người giao tiếp tốt cũng là người có khả năng đặt ra câu hỏi mà ai cũng có khả năng để trả lời. Cũng là người có khả năng lắng nghe tâm sự của tất cả mọi người. Kể cả bạn có thích hay ghét họ. Điều đó không quan trọng. Vì để trở thành một người giao tiếp tốt, bạn phải học khả năng lắng nghe câu chuyện của tất cả mọi người. Và rồi khi bạn đã có khả năng lắng nghe câu chuyện của mọi người, bạn mới hiểu họ cần gì, họ muốn gì. Và rồi chỉ đơn giản, bạn nói thứ họ muốn. Và bạn sẽ giành thắng lợi trong cuộc giao tiếp này. Bạn sẽ làm chủ trong mọi cuộc giao tiếp nếu bạn hiểu rất rõ đối phương hay những người xung quanh bạn đang muốn điều gì. Bạn học cách cho họ thứ mà họ muốn. Bạn sẽ không nói những thứ mà chỉ đơn giản là do bạn muốn nói. Vì chúng không quan trọng với họ. Hãy tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh của bạn. Dù là người lạ, người thân, hay một người bạn cho rằng là giàu có hay thành đạt hơn bạn. Hãy cứ tự tin và giao tiếp với họ. Vì chưa chắc bạn có thể gặp lại người đó lần thứ hai trong cuộc đời của mình. Đấy có thể là lần cuối, có thể là lần đầu tiên, nhưng cũng có thể là lần cuối cùng bạn gặp họ. Vì vậy, hãy giao tiếp với tất cả khả năng của mình. Ngay bây giờ, tôi muốn bạn tưởng tượng bạn đang mặc một bộ quần áo thật đẹp, đi vào một bữa tiệc thật sang trọng. Bạn mặc những bộ quần áo đắt tiền hoặc những trang sức đắt tiền nếu bạn muốn, hoặc chỉ đơn giản là một bộ quần áo vô cùng giản dị. Nhưng khi bạn bước vào căn phòng, mọi ánh nhìn hướng về bạn. Mọi người chúc mừng cho sự thành công của bạn. Mọi người ngưỡng mộ cuộc sống của bạn. Bởi ngay bây giờ, bạn đã có thành công trong tài chính và gia đình của mình. Những người xung quanh bữa tiệc đó đều biết điều này. Họ ấn tượng và khâm phục bạn. Bạn đi vào căn phòng với dáng vẻ đầy sự tự tin và tự hào vì chính con người của mình. Và chính nhờ khả năng giao tiếp tuyệt vời là công cụ đã giúp bạn trở thành ngày hôm nay, trở thành một phiên bản thành công, xuất chúng và được mọi người ngưỡng mộ. Điều này thật tuyệt vời. Hãy ghi nhớ cảm xúc và khoảnh khắc này.
để nhắc nhở cho bạn một lần nữa rằng khả năng giao tiếp là của bạn, trong tầm tay bạn, và chúng sẽ giúp bạn đạt được những thành công mà bạn không thể ngờ tới. Không chỉ sau khi kết thúc ca thôi miên này, mà bất kỳ khi nào sau mỗi ngày bạn thức dậy, hãy ghi nhớ những từ khóa giúp bạn có thể giao tiếp tốt hơn. Và nhớ rõ cảm xúc chiến thắng khi bạn sử dụng khả năng giao tiếp của mình để đạt tới những thành công mà bạn chưa bao giờ dám mơ tới. Ngay khi bạn đã sẵn sàng, tôi sẽ từ từ đưa bạn thoát khỏi trạng thái thôi miên. Tôi sẽ đếm từ 1 tới 5. Khi tôi đếm đến 5, bạn sẽ hoàn toàn thức tỉnh. 1. Bạn bắt đầu nhận thức được không gian xung quanh. 2. Các đầu ngón chân và các đầu ngón tay của bạn dần có thể di chuyển. 3. Bạn bắt đầu nhận thức được rõ ràng hơn về tiếng ồn và những tiếng động. 4. Bạn bắt đầu nghĩ về những kết quả tích cực sau phiên thôi miên này. 5. Và hoàn toàn thức tỉnh.